hai lúa đã quay trở lại rồi đây như đã nói ở video clip trước để mà phát triển theo góc độ fintech cũng như là chuyển đổi số nói chung trên thị trường hiện nay thì các bạn thấy là cái việc mà digital transformation nó rất là quan trọng thì trong video clip này mình sẽ trình bày cho các bạn về những cái khái niệm liên quan tới chuyển đổi số thì cái video clip này như ở đầu video mình cũng đã nói là chúng mình đang dựa trên cái kinh nghiệm làm việc thực tế của mình cũng như là tham khảo một số cái tài liệu của một số cái nhà tư vấn để mình để trình bày cho các bạn thì chuyển đổi số là gì thì theo cái định nghĩa của gartner một trong các công ty về mặt tư vấn khá là nổi tiếng trên thế giới thì chuyển đổi số hay là chuyển đổi kỹ thuật số đề cập tới một quá trình tận dụng các công nghệ và khả năng kỹ thuật số để cho phép thay đổi và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Thì các bạn thấy ở đây đây là một cái định nghĩa rất là rõ ràng về chuyển đổi số và mình thấy ở Việt Nam chúng ta khá là hiểu lầm về khái niệm chuyển đổi số. Ở Việt Nam khá là nhiều cái công ty, khá là nhiều người là CEO hoặc là founder vân vân hiểu chuyển đổi số là sao? Hiểu chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ thông tin tức là mua phần mềm mua hệ thống ứng dụng vào công việc này kia thì gọi đó là chuyển đổi số cái đó là một cái hiểu rất là sai lầm tại vì sao cái đó đối với mình nó chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin thôi ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thôi. Cái đó thì giống như là sao giống như các bạn có một cái xưởng mộc thì thay vì các bạn dùng cưa tay, các bạn dùng cái khoan tay, các bạn dùng búa, dùng đục đẽo gì đó vân vân thì bây giờ các bạn mua cái máy khoan điện về, các bạn mua máy cưa điện về, máy bào điện về vân vân để mà các bạn sử dụng. Cái đó chỉ là ứng dụng công cụ điện, công cụ hiện đại hơn để mà chúng ta tăng nhanh cái hiệu suất làm việc thôi. Chứ bản chất cái đó không phải là chân công nghệ ngày một, nó không phải là công nghiệp hóa gì ở đây hết á. Nó chẳng hề công nghiệp hóa gì đó hết, nó chẳng qua là ứng dụng những cái công cụ lao động hiện đại hơn để mà tăng gia tăng hiệu suất thôi. Thì tương tự cũng là như vậy, bản thân các bạn thấy là chúng ta mua phần mềm về, mua hệ thống về, rồi chúng ta áp vào chúng ta công việc hàng ngày, cái đó chúng ta gọi là chuyển đổi số. Mình thấy cái đó là một cái hiệu cực kỳ sai lầm trong cái thời đại hiện nay và rất là nhiều người lấy cái keyword đó để mà sao? Nói chung là mua bán sản phẩm phần mềm ABC gì đó để mà nói chung là hơi uh, ma mị, <laughs> hơi ma mị các bạn một tí. Còn chuyển đổi số các bạn phải bao gồm cả hai vấn đề. Một là chúng ta phải chuyển đổi mô hình, thay đổi quy trình, chuyển đổi mô hình kinh doanh, thay đổi quy trình kinh doanh vân vân. Rồi từ đó chúng ta mới tương ứng với cái chuyện là chúng ta áp dụng các cái phần mềm, các cái hệ thống, các cái phương thức quản lý vân vân Để mà chúng ta tạo thành một cái chuỗi trọn vẹn từ đầu chí cuối mang tính số hóa. Và đồng thời từ đó các bạn thấy nó hạn chế rất là nhiều cái sự tham gia về mặt con người vào trong đó. Tất cả mọi thứ có thể làm tự động. Những cái đó mới gọi là chuyển đổi số. Chứ không phải là các bạn mua phần mềm, mua hệ thống về áp dụng vào thì các bạn kêu là chuyển đổi số. Bản thân các bạn thấy định nghĩa gạt nơ rất là rõ ràng mà không hiểu sao Việt Nam cái hiểu chuyển đổi số rất là sai lầm. Cái việc mà các bạn mua phần mềm, mua hệ thống về áp dụng vào thật sự cái chuyện đó nó xảy ra 20, 15, 20 năm trước đây rồi. Nó đã có rồi. Chứ không phải bây giờ đâu. Nếu như nếu như nói như vậy thì thật ra 15, 20 năm trước đây người ta đã chuyển đổi số rồi chứ không phải đợi tới năm 2021 mới bắt đầu phát triển những khái niệm kỹ càng hơn liên quan đến chuyển đổi số đâu. Clear rõ hơn thì chúng ta sẽ thẳng bạn thấy là chúng ta sẽ có hai giai đoạn chính yếu về mặt chuyển đổi số. Thứ nhất đó là chúng ta phải tối ưu hóa về quy trình, về nghiệp vụ, Digital Business Optimization. Rồi từ đó chúng ta mới có giai đoạn là Digital Business Transformation. Tất cả những cái người này các bạn thấy là chúng ta đều phải đi từ cái cuộc sống thật của chúng ta cả. Cái mà hai lúa hay nói đó là thế giới ảo là sự phản chiếu của thế giới thật đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta muốn chuyển đổi số được thì không phải là chúng ta áp dụng công nghệ, áp dụng phần mềm, áp dụng hệ thống vào đâu. Để mà chuyển đổi số được, cái việc đầu tiên chúng ta phải làm sao chuyển đổi được cái thế giới thật, làm sao cho nó nó đơn giản, nó ngắn gọn, nó đảm bảo về mặt rủi ro, đảm bảo về mặt pháp lý, nó đảm bảo về mặt quản trị cơ sở dữ liệu thì những cái đó chúng ta mới bắt đầu chuyển đổi số được, chúng ta mới qua giai đoạn chuyển đổi số được. Nói cụ thể hơn thì mình dùng cái yếu tố quyết định thành bại nè, cái việc đầu tiên như hồi nãy các bạn thấy giai đoạn 1 đó là business optimization. Chúng ta phải bắt đầu từ cái việc chúng ta cơ cấu tổ chức, cơ cấu doanh nghiệp lại cái đã. Tại vì chuyển đổi số nó đòi hỏi một cái cơ cấu ngắn gọn dễ quản lý chứ chuyển đổi số không phải là một cái gì đó chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin vào trong một cái cơ cấu rối rắm cơ cấu nhiều tầng cơ cấu tùm lum tà la để mà chúng ta có thể chuyển đổi số được rất khó thứ hai là quy trình quy trình ở đây từ quy trình nội bộ quy trình làm việc hàng ngày quy trình kiểm soát quy trình kế toán quy trình tài chính quy trình tùm lum tà la trong quy trình nội bộ rồi tới ra ngoài là quy trình bán hàng quy trình marketing quy trình sale quy trình chăm sóc khách hàng vân vân rất là nhiều quy trình thì tất cả những quy trình này nó phải được chuẩn hóa một cái sự liền mạch và cái quan trọng nhất đối với số đó là cái gì đối với chuyển đổi số đó là sự minh bạch sự rõ ràng thì các bạn mới có thể chuyển đổi số được còn không thì các bạn thấy là nếu như các bạn khi mà chuyển đổi số mà quy trình không minh bạch, không rõ ràng thì thôi quăng vô công cụ gì cũng fail hết á. Thứ ba là dữ liệu. Dữ liệu nó phải được phân bổ rõ ràng, được điền đầy đủ thông tin, được làm sạch. Và cuối cùng là sự tối ưu. Tất cả những cơ cấu quy trình dữ liệu đó nó phải được tối ưu một cách liền mạch làm sao cho công ty hoạt động một cách an toàn, một cách rõ ràng. Thì các bạn thấy sẽ nói một cái vấn đề là Ừ cái này thực sự rất là khó Đúng cái này rất khó Tại vì cái khó không phải là người ta muốn làm hay không Mà đôi khi cái khó nó liên quan tới những cái mang tính ngầm Mang tính phía sau Ví dụ như các bạn thấy Ví dụ như là chúng ta có những cái mang tính là lobby Mang tính là phải chi tiền ngoài Mang tính là phải hỗ trợ này kia bên ngoài vân vân Rồi đôi khi có những cái mối quan hệ bị mang tính chính trị này kia Rất là mệt mỏi Nhưng quan trọng thứ nhất là các bạn muốn làm hay không thứ hai cái gì nó cũng có giải pháp của nó hết cái gì nó cũng có giải pháp của nó hết thì các bạn hãy cố gắng tìm kiếm những cách làm sao để mà tối ưu những cái mang tính bình thường mang tính rõ ràng nhất lúc đó các bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình các bạn chuyển đổi số tiếp theo khi mà các bạn có những kết cấu nội tại nó ổn rồi thì các bạn sẽ bắt đầu phát triển qua việc chuyển đổi số đầu tiên để chúng ta có thể bắt phiện từ những cái sản phẩm cụ thể chuyển đổi từ những cái sản phẩm truyền thống lên sản phẩm số. Tiếp theo là cái quy trình kinh doanh, quy trình sale marketing, quy trình truyền thông nó phải số. Thứ ba là nghiên cứu trải nghiệm người dùng, phát triển trải nghiệm người dùng làm sao để mà chúng ta có thể thay đổi hơn cái thói quen người dùng nè, cả để cho người dùng cảm thấy dễ dàng, dễ hiểu, dễ sử dụng hơn khi mà chúng ta chuyển đổi số. Tại vì sao? Thì các bạn thấy là không phải ai đối tượng khách hàng nào người ta cũng dễ dàng thích nghi với những cái chuyện số hóa này. Ví dụ các bạn thấy người già Đúng không ạ? À? Người già thì người ta sẽ khó thích nghi Và cũng như là Đây đòi hỏi cái sự là lâu dài Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải có những cái thế hệ kế cận Cái cận mưa dầm thấm lâu để mà chúng ta chuyển đổi Chứ không phải chuyển đổi số là chúng ta cứ ép buộc Thay đổi 180 độ từ truyền thống qua số Thì chắc chắn các bạn sẽ bị fail Và cuối cùng chúng ta phải nghiên cứu về cái hệ sinh thái bản chất trong cuộc sống đời thật của chúng ta chúng ta luôn có hệ sinh thái ví dụ như là hàng xóm với nhau trao đổi với nhau về thông tin là chúng ta có người này người kia cùng dùng một cái sản phẩm nào đó tốt rồi chia sẻ cho nhau rồi sau đó giống như sự vật phẩm một cái sản phẩm gì đó nó trở thành một cái sự thông dụng trong một cái khu xóm nó rộng hơn trong một cái quận trong một cái thành phố trong một cái quốc gia ví dụ như vậy thì các bạn thấy luôn là một cái hệ sinh thái nó luôn là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải nghiên cứu ngay từ bây giờ ngay từ ban đầu chứ không phải là các bạn chờ tới chúng ta có sản phẩm có này kia để chúng ta bắt đầu phát triển hệ sinh thái tại vì bản thân có hai vấn đề nhé hệ sinh thái nó là cái định hướng để chúng ta có thể ăn được thị phần và cái thứ hai nữa chúng ta phát triển theo hệ sinh thái thì đó cũng là một cái kim chỉ nam để mà các bạn định hướng về mặt tính năng chức năng về mặt lợi ích của sản phẩm của các bạn cái việc mà các bạn phát triển theo hệ sinh thái là một cái chuyện rất là quan trọng và nó phải suy nghĩ ngay từ những ngày đầu làm cái kế hoạch ngay từ những ngày đầu làm sản phẩm chứ không phải các bạn đợi tới khi mà các bạn có sản phẩm có cái số lượng khách hàng nhất định rồi thì các bạn lại mới bắt đầu phát triển hệ sinh thái nó phải đi từ những cái khâu này thì các bạn thấy để mà chỉ đổi số thật sự không phải là một công việc dễ dàng mà một người hai người có thể làm được đâu nó đòi hỏi một cái sự thống nhất từ trên xuống dưới rất là mạnh mẽ thì ở đây này các bạn thấy là cái việc là đầu tiên không phải là các bạn cứ ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm này kia rồi làm việc trên online thì các bạn tự cho mình là chuyển đổi số. Cái đó là một cái quan điểm rất là sai lầm. Cái việc chuyển đổi số đó nó phải đi từ cái góc độ ban đầu đó là từ ở bên trên, từ cái hội đồng quản trị, từ ban tổng giám đốc, từ ban điều hành vân vân Người ta phải hiểu rõ về chuyển đổi số đó là cái gì. Người ta phải hiểu rõ, rất rõ chuyển đổi số đó là cái gì có một cái mindset thật sự rõ ràng rồi từ đó tự lan tỏa lan tỏa từ 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 cái tinh thần đó xuống dưới tiếp theo cái việc chuyển đổi số chúng ta phải đi từ từ chúng ta phải đi từ từ từng chút từng chút một và chúng ta phải bài bản từ trên xuống dưới có, mình cảm thấy trên thị trường có rất nhiều người là đưa ra liên tục liên tục đưa ra những cái ý tưởng đưa ra những cái mong muốn rất là đúng họ không sai nhưng những cái mong muốn đó nó rất là trên trời là cũng như là cái này làm chưa xong rồi sẽ cứ thích làm cái mới rồi cuối cùng các bạn thấy có 100 cái dự án nhưng chẳng có dự án nào xong cả đây là lý do tại sao thứ nhất chúng ta phải bắt đầu từ người ở trên người ở trên là những người có khả năng quyết định về mặt cơ cấu mặt quy trình để mà chuẩn hóa nó lại và từ những người ở trên bắt đầu người ta mới kiềm chế người ở trên mà không kiềm chế là fail cái gì cũng làm hết nhưng không có cái gì ra hồn Rồi người ở trên phải kiềm chế phải định hướng phải xử lý rõ ràng về ừ từng bước từng bước làm cái gì cái gì làm trọn vẹn làm cho xong đi rồi đi mọi người luôn có cái sự nôn nóng hết đó. thì sau khi chúng ta có định hướng, có quy trình, có cơ cấu, nè, có sản phẩm rõ ràng rồi chúng ta mới qua giai đoạn thứ hai đó là open source change tức là mọi người trong công ty, mọi người đều có thể enjoy, mọi người đều có thể sáng tạo, mọi người đều có thể phát triển như nhau, sáng tạo hay cái gì cũng được, phát triển như thế nào cũng được cũng phải xây quanh một cái cốt lõi chung rất là khó các bạn chuyển đổi số chúng ta phải từng bước từng bước và mọi người á, có một cái quan trọng nhất là chúng ta phải lưu ý đó là chúng ta phải tạo được sự bình đẳng sự minh bạch mọi người cùng một mục đích chung cái đó mới là quan trọng trong chuyển đổi số chứ mọi người thế là mạnh ai nấy làm mạnh ai lấy thích mạnh ai dành phần mạnh ai dành miếng bánh của mình và cuối cùng á năng nỉ nhau để mà liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất trời ơi rất là mệt mỏi các bạn cho nên là sao có top down change là vậy bản thân hội đồng quản trị ban điều hành ban tổng giám đốc người ta phải là sợi dây liên kết ngay từ đầu mới đã mọi thứ là đã liên kết mọi thứ là thống nhất rồi mọi thứ đã đó có cốt lõi rồi thì chúng ta mới có thể open source chúng ta mới có thể là mọi người có thể tự do sáng tạo cái mạng của mình nhưng tất cả mọi người sáng tạo của nào cũng trong một cái khuôn khổ được liên kết thông qua cái video clip này mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái tư duy ban đầu chúng ta phải có tư duy ban đầu nó ok cái đã thì các bạn mới dễ dàng đi theo những cái bước tiếp theo khi mà chúng ta chuyển đổi số chứ nếu không là bây giờ ứng dụng công nghệ thông tin mua phần mềm mua hệ thống được hiện là chuyển đổi số rồi chuyển đổi số là đưa tinh thần xuống nhưng mà không đưa định hướng không đưa cấu trúc mà anh ai nấy làm rồi cuối cùng là cái miếng bánh đó nó chia năm sẽ bảy mọi người nhìn nhau đấu đá nhau thì đúng là la chắc chắn sẽ chuyển đổi số một cách thất bại trong các video clip tiếp theo mình sẽ nói sâu hơn về các cái giai đoạn về các cái phương thức mà chúng ta có thể đi từng bước từng bước từng bước chúng ta chuyển đổi số nó có thể mang tính chung chung tại vì đây là nó khá là chiến lược đòi hỏi cả một team một cái hội đồng quản trị một cái ban tổng giám đốc cùng nhau và là chứ một mình mình một một cái án không làm đến mùa xuân à, tuy nhiên thì cũng thể giúp cho các bạn có thể định hướng được khi mà chúng ta ở chuyển đổi số trong một tổ chức một doanh nghiệp á. thì chúng ta cần suy nghĩ cần phải lưu ý các yếu tố gì những cái kinh nghiệm này thật sự mình đi từ ngân hàng các bạn thấy ngân hàng luôn là cốt lõi của mọi thứ và ngân hàng nó đã trải qua rất là nhiều đau thương rồi dẫn tới là cái việc chuyển đổi số của ngân hàng nó sẽ dễ thành công hơn so với các cái chuyển đổi số của các công ty Cờ phần tiếp theo này về chuyển đổi số trong cái series ban và Viễn tác có thể giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về chuyển đổi số cũng như là giúp cho các bạn có những cái định hướng khi mà các bạn chuyển đổi số trong cái tổ chức trong cái doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc chúc các bạn thành công hai lúa cho các bạn